Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Biệt đội Tô Lâm chuyên đi săn người ở nước ngoài. Ngày 14 tháng 6, một nguồn tin tuyệt mật cho Thời báo chấm D biết tin này. Theo đó, Tô Lâm khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an đã bắt chước Trung Quốc cho thành lập một biệt đội khoảng 100 thành viên chuyên đi săn lùng các quan chức Việt Nam chạy trốn ra nước ngoài và sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Tô Lâm với mạng lưới gián điệp tại châu Âu và trên thế giới. Thượng tướng Lương Tam Quang, người được Tô Lâm đưa lên để kế nhiệm ông, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, hiện cũng đang ráo riết tiến hành việc triển khai biệt đội này. Khoảng 100 thành viên sẽ được điều động đi khắp thế giới với nhiệm vụ là săn lùng các quan chức Việt Nam chạy trốn ra nước ngoài và khi tìm được sẽ gây áp lực tối đa để họ tự nguyện trở về nước, thậm chí khi cần thì các biện pháp bắt cóc hoặc thủ tiêu ám sát cũng sẽ được thực hiện. Đặc biệt, biệt đội Tô Lâm đã đi lùng sục khắp thế giới để tìm ra và áp dụng các biện pháp kể trên đối với các đối tượng chống cộng sản và thành phần bất đồng chính kiến người Việt đang ở nước ngoài. Thế giới sẽ chứng kiến những gì sẽ xảy ra sau khi ở trong nước Tô Lâm đã thành công thâu tóm quyền lực trong tay. Cần biết Tô Lâm từng giữ chức Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3 A64 thuộc Tổng cục An ninh. Cục A64 tiền thân là Phòng Trinh sát thuộc Vụ Bảo vệ Chính trị Bộ Công an. Công tác tập trung vào việc điều tra, khám phá, đàn áp các tổ chức cá nhân bất đồng chính kiến ở ngoài nước. Trương Duy Nhất và Đường Văn Thái bị bắt cóc từ Thái Lan. Theo tờ An ninh Thủ đô, trong thời kỳ đổi mới, nhất là từ năm 2000 đến nay, bám sát phương châm, chủ động nắm tình hình từ xa, đánh địch từ nơi xuất phát. Cán bộ chiến sĩ Cục Bảo vệ Chính trị 3 đã triển khai hàng trăm kế hoạch trinh sát phản gián, đấu tranh, làm thất bại âm mưu hoạt động của bọn phản động người Việt lưu vong. Cục A64 cũng đã thành lập nhiều chuyên án đấu tranh với hàng chục nhân viên tình báo, gián điệp đội lốt các nhà ngoại giao, chính khách, cũng như những nhà kinh tế, khách du lịch vào Việt Nam để thu thập tình hình và tiến hành chống phá cách mạng. Các chuyên án này đã vô hiệu hóa hàng chục cơ sở nội gián của các cơ quan tình báo nước ngoài, tác động chuyển hóa, phá hoại nội bộ của thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị nội bộ. Thông tin này khiến nhiều người liên tưởng đến những vụ bắt cóc xuyên quốc gia mà Công an Việt Nam đã thực hiện, có thể kể đến như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh giữa Thanh Thiên Bạch Nhật tại thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức năm 2017, hình ảnh Trịnh Xuân Thanh trước khi bị bắt cóc tại Berlin. Vụ án này đã khiến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức đóng băng trong một thời gian. Tòa án Đức đã kết tù đối với hai người tham gia vụ việc, đồng thời ra lệnh truy nã đối với những người còn lại. Mặt khác, một tòa án ở Slovakia đã ra lệnh truy tố đối với Bộ trưởng Công an Tô Lâm và 8 mật vụ Việt Nam liên quan đến việc dùng chuyên cơ của chính phủ Slovakia để đưa ông Trịnh Xuân Thanh, nạn nhân của vụ bắt cóc, về nước. Vụ bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất tại Bangkok vào tháng 1 năm 2019 sau khi ông tới cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc tại Bangkok để xin tị nạn chính trị. Vụ bắt cóc blogger Đường Văn Thái vào ngày 13 tháng 4 năm 2023 tại Thái Lan khi ông đã có quy chế tị nạn của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc và đang chờ để được đi định cư tại một nước thứ ba. Ngoài ra, Công an Việt Nam còn dính đến nghi án bắt cóc ông Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng công ty AIC từ Dubai vào tháng 6 năm 2023, gây áp lực buộc bà Nguyễn Thị Thu Phương, trưởng bộ phận thư ký tài chính AIC phải trở về đầu thú từ Nhật vào tháng 7 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Biệt đội Tô Lâm chuyên đi săn người ở nước ngoài. Tô Đại tướng đừng hòng ép tiếng nói phản biện phải câm lặng. Ngày 13 tháng 6, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Trần Hiếu Chân với tựa đề Huy Đức và Trần Đình Triển, những tiếng thét không thể câm lặng. Tác giả đánh giá sự bốc hơi hôm 1 tháng 6 của nhà báo Huy Đức và luật sư Trần Đình Triển là cuộc bắt cóc giữa ban ngày. Đây cũng không phải là vụ bắt cóc đầu tiên đối với công dân Việt Nam. Lần này bắt Huy Đức và Trần Đình Triển, Đại tướng Tô Lâm muốn cảnh báo các tiếng nói phản biện phải câm lặng thời ông lên ngôi. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Tác giả cho biết sau khi báo chí nhà nước được phép loan tin theo công thức quy định sẵn từ Bộ Công an về hai vụ bắt giữ kể trên, dư luận lại phân mảnh thành các luồng đối nghịch nhau về nguyên nhân vụ bắt cóc. Một bộ phận KOL hả hê việc Huy Đức và Trần Đình Triển bị công an bắt khẩn cấp. Theo blogger Đoàn Bảo Châu, thành phần này gồm những kẻ thô bỉ và tiết kiệm não, tâm địa hẹp hòi,
đội lốt dân chủ giả tạo, chỉ khoát nước theo mưa, gió chiều nào che chiều đó. Tuy nhiên, đa phần các KOL lại có nhận định rất khác. Phần lớn các bài viết từ những cây bút này là sự ngưỡng mộ, ngợi ca và đánh giá cao cả nhà báo thành danh Huy Đức lẫn luật sư của người nghèo Trần Đình Triển. Theo tác giả, thật khó để tóm tắt hết các ý kiến đánh giá tích cực về Huy Đức và Trần Đình Triển. Theo Facebooker Thông Cào, một trong những bài có thể nói là hay không thể tả là từ một người phụ nữ, cô giáo Nguyễn Thị Tịnh Thi, viết về Huy Đức. Và Thông Cào tự sỉ vả đám đàn ông nên cảm thấy xấu hổ trước cô Thi. Rõ ràng, việc bắt Huy Đức và Trần Đình Triển, Tô Đại Tướng đừng hòng ép những tiếng thét phản biện câm lặng vĩnh viễn. Hình ảnh nhà báo Huy Đức trong một cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Chắc chắn số đông sẽ chia sẻ cùng cô Thi. Bên thắng cuộc là bộ sách về lịch sử Việt Nam sau năm 1975 do một cá nhân thực hiện với nhiều thông tin chân thật, thái độ khách quan và công bằng nhất. Đây là bộ sách đầu tiên không thuộc quan sử mà thuộc tư sử, cá nhân tự viết, dựng lên một diện mạo đất nước từ năm 1975 đến cuối thập niên 1990 với tất cả những điều được mất bằng quan điểm viết sử, kinh điển từ ngàn xưa, chép sử chứ không phải sáng tác sử, không tô hồng hay bôi đen hiện thực, không bị chi phối bởi uy vũ và danh lợi. Vẫn theo tác giả, sau tiếng còi của ban tuyên giáo vốn đã bị an ninh hóa, tất cả truyền thông lề phải đều đưa ra cùng một nội dung y chang. Ngày 7 tháng 6, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trương Huy Sang, hay còn gọi là Osin Huy Đức. Huy Đức bị điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Tác giả chỉ ra hai nghịch lý. Thứ nhất, ở Việt Nam làm gì có tự do dân chủ mà lợi dụng. Thứ hai, cả Huy Đức lẫn Trần Đình Triển đều thuộc diện người cao tuổi, lại cùng bị bắt cóc trong ngày quốc tế thiếu nhi Việt Nam 1 tháng 6. Tác giả bình luận thật quá trớ trêu, kiếp nạn đổ lên hai vai nhà hoạt động trên, đại diện cho các nhân sĩ trí thức yêu nước già dặn cao niên, chỉ lên tiếng vì những gì tốt đẹp mà một kỷ nguyên mới đang vẫy gọi. Một xã hội không còn các nhân sĩ trí thức yêu nước lên tiếng phản biện thì xã hội ấy liệu có chết lâm sàng? Hình ảnh luật sư Trần Đình Triển. Đúng như cô giáo Thi khẳng định, ba chữ bên thắng cuộc là bản quyền của Huy Đức, bất kể ai, để lại cho đời một định danh, một thuật ngữ, thành ngữ, điển cố như thế là đủ xác định được tên tuổi của mình với thiên hạ. Tác giả dẫn một số đánh giá từ những học giả tên tuổi trên thế giới về bộ sách bên thắng cuộc như giáo sư Sean McHale, Đại học George Washington. Sự ấn hành tác phẩm này là một sự kiện lớn. Giáo sư Hồ Tài Huệ Tâm, từ Đại học Harvard, không ai viết về Việt Nam sau 1975 có thể bỏ qua những thông tin trong cuốn sách. Tiến sĩ kinh tế Lê Sĩ Long, Đại học Houston, cho rằng cuốn sách có tính khả tín và độ tin cậy dựa vào các sự kiện lịch sử có sẵn, các phóng sự, hồi ức và các cuộc phỏng vấn. Tác giả cho rằng, nói như cô giáo Thi, đôi khi án phạt lại là xác tín và là vòng nguyệt quế cho nhân cách của một con người. Những người yêu lẫn ghét đều không làm gì được như các anh. Trong ván cờ người, ván cờ đời, ván cờ đạo nghĩa, Huy Đức và Trần Đình Triển rõ ràng là bên thắng cuộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Tô Đại Tướng đừng hòng ép tiếng nói phản biện phải câm lặng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.